Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình tại Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech. Thì ở bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một trang web chỉ sử dụng HTML. Đó. Và chúng ta sẽ ứng dụng tất cả các thẻ HTML mà chúng ta đã học từ buổi 1 cho đến bây giờ. Đó. Thì cái giao diện mà chúng ta sẽ dựng cho bài này thì tôi sẽ sử dụng cái giao diện web như thế này. Một trang web đơn giản. Đó, có bố cục như thế này, các bạn xem qua này. Đó, thì các thành phần của nó rất là đơn giản, bao gồm phần header, menu, phần nội dung bài viết ở bên trái và hình ảnh quảng cáo ở bên phải. Cuối cùng là cái footer. Đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng 100% là HTML để xây dựng cái giao diện này. Đó, như những bài đầu học về HTML thì tôi có nói là kết thúc bài học HTML chúng ta sẽ phải dựng được một trang web bằng HTML và không sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài HTML. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện cái điều đó. Trước khi tiến hành xây dựng cái giao diện này thì chúng ta cùng phân tích. Ở đây tôi sẽ sử dụng Photoshop để thực hiện việc lấy màu. Để xây dựng giao diện này thì chúng ta sẽ sử dụng table. Đó. Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích là số table sẽ phải sử dụng cho cái trang này sẽ là bao nhiêu table. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích như thế này. Thì chúng ta sẽ cần một cái table lớn. Table lớn chứa toàn bộ cái nội dung của trang này để mà căn nó ra giữa, và table lớn đó sẽ có một dòng, đó, hai dòng và cả cái menu lớn này tôi gọi là dòng số 3. Đó, và cuối cùng là dòng số 4 là dành cho footer. Đó, thì chúng ta nên phân tích ra cái table lớn của chúng ta cần bao nhiêu dòng. Thì ở cái giao diện này chúng ta cần một cái table lớn và có 4 dòng. Sau đó thì chúng ta sẽ chia từng thành phần lại với nhau. Đó, ví dụ như ở phần thứ 3, dòng số 3 thì chúng ta lại chia thành hai thành phần. Và cứ như vậy chúng ta sẽ đi dần vào chi tiết bên trong. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ quay trở lại màn hình. Thì tất cả hình ảnh của cả cái trang này tôi đã chuẩn bị ở đây rồi. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó, thì đây là toàn bộ hình ảnh của trang mà tôi đã chuẩn bị để chúng ta thực hiện được nhanh nhất. Bây giờ tôi sẽ mở Suplantech lên. Đó, và tôi sẽ tạo ra một trang là HTML layout. Tôi sẽ lưu vào trong phần HTML practice và tôi lưu là index.html. Đó. Tôi sẽ dựng cái trang này lên. Xây dựng trang web với HTML. Ok. Thì như tôi đã nói, chúng ta cần một cái bảng lớn và có 4 dòng. Thì chúng ta sẽ định nghĩa thẻ table như thế này. Và chúng ta sẽ đặt width cho nó là 1024 và border tôi để là 1, cell spacing tôi để là 0 và cell padding tôi để là 0. Tôi sẽ dựng 4 cái thẻ dòng và cái số cột lớn nhất của cái bảng này thì các bạn nhìn vào phần này thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có 2 cột. Đó, tôi sẽ dựa vào cái phần main này để tôi xác định được số cột của các cái bảng lớn mà chúng ta dùng. Và chúng ta sẽ có hai cột là cột bên trái và cột bên phải như thế này. Thì tôi sẽ có td, tôi để tạm như thế này để chúng ta nhìn thấy được cái khung của nó. Và chúng ta có 4 dòng, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ chạy cái trang này lên.
Đó, khi chạy lên thì các bạn sẽ thấy đây là cái bảng mà chúng ta vừa tạo, và chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó ra giữa Align Center Center. Đó, thì các bạn thấy là lúc này bảng của chúng ta đã ra giữa. Và đầu tiên tôi sẽ đi thể hiện cái phần banner và cái tiêu đề đào tạo lập trình Semtech và cam kết đầu ra như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái dòng số 1 như thế này. Tôi sẽ để border là 0. Đó. Và tôi sẽ đi thể hiện. Thì đối với cái này, tôi tạm để border lên đã, để chúng ta có thể nhìn dễ dàng hơn. Đây. Đối với cái này thì việc đầu tiên chúng ta cần gộp cột, và chúng ta xem là cái logo chúng ta có chiều cao là bao nhiêu. Chiều cao của logo là 116 pixel. Chúng ta sẽ gộp cái cột lại. Thì chúng ta dùng thuộc tính ConSpan để gộp cột như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cột ở trên này. Đây. Và trong cái cột này tôi sẽ lại tạo ra một cái table với cái width cũng bằng 1024 như vậy. Và tôi tạo ra một cái TR, một dòng. Và một cái dòng này thì tôi sẽ chia thành hai cột TD. Một bên tôi thể hiện dành cho logo, và một bên tôi để dành cho cái tag kia. Đó, nó như thế này. Tôi cũng sẽ để cell spacing là 0 và cell spacing là 0. Tôi chạy trang của mình lên. Đó, lúc này tôi nhúng logo vào. Thì tôi sẽ sử dụng cái thẻ IMGSRC và tôi gọi đến thư mục là image. Image đây các bạn nhé. Image. Đây. Và tôi gọi đến file là logo.png. Đó, chạy nó lên. Thì chúng ta sẽ được cái logo như thế này. Ok chưa? Các bạn nhìn lại. Đó. Chúng ta sẽ được logo. Lúc này tôi có thể bỏ cái border này đi được rồi. Bỏ toàn bộ cái border này đi. Đó. Và sau đó tôi sẽ thực hiện cái thẻ H3 để tôi viết cái slogan là đào tạo lập trình cam kết 100% đầu ra như thế này. Đào tạo lập trình cam kết 100% đầu ra. Đó. Thì đây là cái nội dung của nó. Tôi sẽ thay bằng cái thẻ lớn hơn đi. H1. Đây. Thì các bạn thấy đây là cái nội dung chữ của nó. Thì chúng ta chỉ sử dụng HTML thôi nên nó sẽ không được chính xác như thiết kế 100%. Nhưng tôi sẽ, và các bạn thấy là ở đây chúng ta sẽ, cái logo này của chúng ta sẽ cách tách này một khoảng, thì chúng ta sẽ để cái độ rộng của cái width chứa cái logo TD này. Tôi sẽ để là 200 để nó đẩy cái chữ xa sang một bên. Đó. Các bạn nhìn thấy chưa? 250 đi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó rộng hơn một chút. Đó. Ok, bên này. Rồi tôi sẽ để về 200. Còn nó gần giống với ảnh. Ok, và tôi sẽ thể hiện màu chữ thì tôi sẽ lấy màu của Photoshop. Tôi lấy màu và tôi dùng thẻ phông để thể hiện màu chữ. Đó, bên trong H1 tôi dùng thẻ phông như thế này. Và color tôi nhập cái mã màu vào. Có dấu thăng các bạn nhé. Đó, và lúc này tôi sẽ đưa chữ này vào để thể hiện màu chữ. Ok. Và chữ có vẻ là hơi đậm một chút thì phải. Thì tôi sẽ dùng phông wet. À sorry, tôi sẽ dùng thẻ B để in đậm. Đó, tương đối rồi.
Thì tiếp theo tôi sẽ làm phần menu. Phần menu của chúng ta nó thuộc dòng số 2, thì tôi sẽ gộp cái cột này lại, span bằng 2. Thì lúc này các bạn nhìn thấy ở cột số 2 tôi đã gộp cột lại, các bạn có thể nhìn thấy này, tôi lại đặt lại cái border của bảng lên để nhìn cho rõ. Cột số 2 của tôi đây, các bạn nhìn nhé. Và lúc này tôi sẽ thể hiện menu. Thì trong cái cột số 2 này, trong cái dòng số 2 này, tôi sẽ đưa vào là một bảng, và bảng đó lại có một dòng và nhiều cột để tôi thể hiện menu. Thì đây tôi sẽ đưa vào một cái bảng có độ rộng bằng 1024, cell spacing bằng 0 và cell padding bằng 0. Và tôi có một thẻ TR. Trong TR này tôi có rất nhiều TD để tôi thể hiện menu. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Lúc này tôi sẽ nhập tách vào, ví dụ như trang chủ, đúng như cái thiết kế kia. Tôi sẽ có trang chủ, tôi sẽ có giới thiệu, tôi sẽ có phần sản phẩm. Tiếp theo là tin tức sự kiện khuyến mại và liên hệ. Tin tức sự kiện khuyến mại. Và cuối cùng là menu liên hệ. Chúng ta sẽ phác họa cố gắng nó giống với design nhất. Bởi vì là đối với HTML thì để làm cho nó đẹp thì rất là khó. Thì đối với HTML để làm cho nó đẹp thì rất là khó. Các bạn chỉ có thể làm cho nó giống nhất có thể thôi. Vì layout ở đây tôi đã sử dụng Photoshop, nên là chúng ta sẽ cố gắng lấy được những cái mã màu cho nó giống nhất. Ở đây tôi sẽ lấy mã màu của menu. Đây, đây mã của nó đây. Thì tôi sẽ đi đặt background cho cái thẻ TD chứa cái menu này, chính là cái thẻ này bằng BG color, thuộc tính của cột trong HTML chúng ta đã học ở buổi trước rồi. Đây, thì các bạn thấy à, lúc này tôi thấy có màu này rồi. Và tôi xem chiều cao của cái này, tôi áng chừng khoảng chiều cao là 40 pixel. Thì các bạn chạy lên đó, chúng ta có được cái menu như thế này. Và tôi sẽ tách, tôi sẽ align cho cái này nó là center để đưa giữa ra giữa, đưa toàn bộ cái tách ở bên trong menu ra giữa. Tôi dùng thuộc tính này đó, align và align đó. Và tôi sẽ chuyển chữ có màu trắng, thì tôi dùng thẻ phông, tôi sẽ xuống dòng trong từng cái tên TD này, tôi sẽ dùng thẻ phông color là màu trắng thì sẽ là white đó. Các bạn sẽ thấy chữ đầu tiên của tôi có màu trắng, và tôi sẽ cho nó in đậm lên. Tôi lại tiếp tục thụt vào một dòng và thể hiện thẻ strong để tôi in đậm lên. Đây, lúc này các bạn thấy rõ ràng chúng ta đã có sự thay đổi. Tôi copy cho nó nhanh. Đó, và tôi thay thế bằng chữ giới thiệu. Nó rất là nhanh. Tiếp theo sản phẩm, ok. Tiếp theo là tôi thay cho tin tức, đó chúng ta có tin tức. Tiếp theo là sự kiện,
Mình sẽ thay cho sự kiện và khuyến mãi tương tự. Tôi sẽ thay cho khuyến mãi. Và cuối cùng là liên hệ. Tôi sẽ thay cho liên hệ. Ok, tôi chạy thử lên. Đó, các bạn thấy menu đã thay đổi. Nó gần giống với cái kết quả của design như thế này. Thì đây là cái phần menu. Tiếp theo tôi sẽ xuống phần dưới, bên dưới. Đó là phần tin tức. Thì chúng ta sẽ sử dụng đến dòng số 3. Và dòng số 3 này tôi sẽ chia thành hai cột. Thì ở đây tôi sẽ đặt độ rộng cho cột ở bên trái bằng khoảng 700 800. Tôi sẽ để là 700 700 năm 700. Ok, 700 đi. Lúc này các bạn sẽ thấy là nó sẽ chia ra như thế này, khá là rõ ràng. Đó, bây giờ tôi sẽ đi trình bày tin. Thì các bạn thấy là ở đây mỗi cái này là một tin. Và mỗi tin này sẽ có phần ảnh, tiêu đề, nội dung mô tả và thông tin của cái bản tin đó. Thì tôi sẽ dùng một cái thẻ table. Tôi dùng một thẻ table để tôi... Thì thẻ table của tôi sẽ có nhiều dòng đó. Mỗi cái dòng này là một bản tin. Và mỗi dòng này tôi sẽ lại chia thành hai cột. Cột bên phải và cột bên trái, để tôi thể hiện hình ảnh và nội dung đó. Thì trong cái thằng dòng số 3 này và ở cột bên trái, tôi sẽ thêm một cái table nữa vào với width bằng đúng 700. Border tôi để lần đó, không có border. Và cell pacing bằng 0, cell padding và pacing tôi cho bằng 0. Sau đó tôi sẽ có các dòng. Mỗi dòng này tôi sẽ có các cột. Thì cụ thể là có hai cột. Đó. Và đối với cột thứ nhất tôi sẽ thể hiện hình ảnh SRC. Ảnh của nó, đây chính là ảnh bài viết này. Tôi sẽ lấy ảnh ở đây, tôi đưa vào. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là bị sai đường dẫn rồi. Chúng ta cần lại image, qua thư mục image rồi mới đến ảnh. Chạy ra lên. Ok, các bạn có thể nhìn thấy. Và lúc này tôi sẽ lấy cái tiêu đề của cái bài viết này, tôi sẽ lấy ở đây và tôi sẽ thể hiện nó ở bên này thông qua H3, chính là tiêu đề. Tiêu đề thì tôi sẽ chạy nó lên đây. Thì các bạn sẽ thấy là cái tag tiêu đề này tôi sẽ để là H, xem chữ nào. Ok, H2 đi. Đó, việc của chúng ta cần làm là đưa cái tiêu đề này lên trên đầu. Thì tôi sẽ set thuộc tính là Verline Top cho cột và chứa tiêu đề. Thì nó sẽ lên đầu như các bạn thấy là đây. Ok. Và lúc này tôi sẽ thể hiện cái phần nội dung mô tả. Thì nó là một nội dung mô tả thì chúng ta sẽ dùng thẻ P. Thẻ P là thẻ đoạn văn. Thì chúng ta sẽ dùng nó để thể hiện nội dung mô tả. Đây, như thế này. Đó, các bạn sẽ thấy. Và đây, nội dung mô tả đã được thể hiện lên. Đó. Và tôi sẽ để phông size. Phông và size là 16 cho cái nội dung mô tả này.
Wow, khá to. Tôi điều chỉnh lại một chút. Size là 8. Nhỏ xuống. Vẫn rất lớn. Sẽ điều chỉnh về cỡ chữ đây. Ok rồi. Size là 5, 5, 4 thì phù hợp hơn. Đó. Thì đây là cái nội dung của từng bài viết. Không đồng phông sai thì như thế này. Chữ nào tôi cần như thế này để tôi có thêm nội dung ở đây nữa. Bởi vì tôi cần thêm nội dung là ngày đăng. Tôi sẽ dùng sau thẻ P này. Tôi sẽ dùng một thẻ là Span. Vì thẻ Span có kiểu inline nên là các thẻ Span sẽ nằm ngang hàng nhau. Tôi sẽ lấy ra tách ở đây là danh mục thể thao. Và tiếp theo là viết lượt xem là 1 triệu. Đó. Tôi nốt lại thì tôi được cái kết quả như thế này. Và bây giờ tôi sẽ nhân nó lên. Việc nhân nó lên thì rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần nhân cái TR này lên, các dòng này lên là xong. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái danh sách tin như thế này. Đó. Và tôi muốn là ở đây chúng ta có khoảng cách. Muốn có khoảng cách thì chúng ta sẽ dùng BR. Tôi Ctrl Z lại. Sau mỗi nội dung chúng ta sẽ cần cái BR. TD BR. Tôi sẽ đặt BR. Nhân ở đây nào. Đó, thì chúng ta có danh sách tin tức như thế này. Đó. Và tôi sẽ bỏ cái border đi. Đây là trang tin tức của chúng ta. Đó, nó hơi sát nhau so với design. Chúng ta sẽ tìm cách khắc phục. Vì chúng ta không sử dụng bất kỳ cái gì khác ngoài HTML nên nó sẽ hơi khó khăn một chút. Nhưng các bạn thấy là chúng ta cũng đang dựng được trang web này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thể hiện hình ảnh quảng cáo ở bên tay phải. Thì ở bên tay phải này chính là cái cột này. Tôi sẽ thể hiện ảnh các ảnh quảng cáo FRC. Thì tôi sẽ có ảnh là image s1.png. Chạy thử lên. Chưa thấy đâu. s1.png image. À đây chúng ta thấy rồi, nhưng cần đưa cái ảnh này lên trên đầu thì chúng ta lại sử dụng thuộc tính là line top. Đó thì ảnh quảng cáo của chúng ta sẽ nằm ở trên này. Đó các bạn nhé. Và tôi sẽ đẩy rộng thêm cái cột mà chứa cái nội dung này là 730 đi, để cho nó đẩy sang hẳn bên này, tăng thêm một chút nữa 50 cho đến khi phù hợp. Đó, ok, tương đối rồi. Thì chúng ta sẽ chèn các ảnh quảng cáo khác vào.
S2. Chúng ta có thể thêm BR để nhìn thấy cái sự xuống dòng. F3. Đó, các bạn thấy. Và chúng ta sẽ có ảnh F3, F4, F5. Tôi sẽ add thêm vào. F4 và cuối cùng là F5. Wow, ok rồi. Lúc này các bạn thấy là đây, chúng ta đã xong cái phần thể hiện ảnh quảng cáo. Đó, thì chúng ta ra được một cái trang web cơ bản như thế này. Và phần footer của chúng ta, tôi sẽ gộp hai cái cột này lại. Ctrl+Alt, tôi gộp nó bằng 2. Và tôi để BR color, tôi sẽ lấy màu ở bên này. Đây. Và tôi sẽ để color vào. Tôi đặt chiều cao cho nó 2 khoảng 70 pixel. Và bên trong này tôi sẽ có một phông để tôi thể hiện chữ màu trắng. Và nội dung của chữ là giao diện thực hành HTML tại Suntech như thế này. Diện thực hành HTML tại Suntech. Và tôi để thuộc tính Verline và Middle. Và tách align là center để đưa nó ra giữa. Lúc này các bạn load lại trang lên, các bạn sẽ thấy wow, chúng ta xong rồi. Nâng cao cái chiều cao này lên 100 đi xem nào. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta đã xong cái giao diện một trang web cơ bản với HTML, cũng không quá tệ. Nó chỉ có một chút về cái khoảng cách margin padding thôi, thì HTML chúng ta chưa làm điều đó. Đó, chúng ta tạm chấp nhận là đã xây dựng được một cái trang HTML cơ bản như thế này. Và qua đây thì chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình học HTML ở đây. Và các bạn hãy dựng lại cái giao diện này trên máy của mình. Đó, thì qua cái bài tập này thì chúng ta có thể khẳng định một điều rằng chỉ sử dụng HTML chúng ta hoàn toàn có thể dựng ra được một trang web. Đây, khi zoom lại các bạn thấy nó rất chuẩn. Đó, khi zoom lại này. Đó, thì các bạn hãy thực hành nó ở trên máy, dựng lại cái giao diện này. Xin chào và hẹn gặp lại.